Tấn Khoa và Diễm Loan. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn, số phát sóng ngày 14 tháng 3 năm 2023. Chương trình do Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện, phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9. Thưa quý khán giả, tháng 3, tháng của phái đẹp được tôn vinh, được yêu thương và được trân trọng. Trong tháng này còn có ngày 20 tháng 3 là ngày quốc tế hạnh phúc. Tấn Khoa xin chúc các anh chị công nhân, đoàn viên công đoàn, gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và văn minh. Mở đầu chương trình, xin mời quý vị cùng đến với chuyên mục Theo dòng sự kiện để cùng điểm qua những tin tức nổi bật đáng chú ý của các cấp công đoàn thành phố trong tuần qua. Chiều ngày 4 tháng 3 vừa qua, Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, tuyên dương phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đến dự có đồng chí Trần Đoàn Trung, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố. Trong năm 2022, Công đoàn khu chế xuất công nghiệp thành phố vận động thành lập 12 công đoàn cơ sở, kết nạp 13.719 đoàn viên, tiếp nhận 2 công đoàn cơ sở, nâng số công đoàn cơ sở lên 796 với 209.954 đoàn viên trên tổng số 228.735 người lao động, chăm lo cho đoàn viên công nhân khó khăn dịp Tết Nguyên đán với tổng số tiền 6 tỷ đồng, hỗ trợ hơn 48.000 phiếu mua hàng trị giá khoảng 2,2 tỷ đồng cho hơn 12.000 đoàn viên lao động mua sắm. Thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, ký mới thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp, thực hiện chương trình khám sức khỏe tổng quát chuyên sâu, bán sản phẩm trả góp lãi suất 0% cho công nhân. Năm 2023, mục tiêu chính đầu tiên đó là phải tập trung cho việc đại hội công đoàn cơ sở để tiến tới đại hội công đoàn các khu chế xuất và công nghiệp thành phố vào tháng 7 của năm 2023. Ngoài ra song song đó, chúng tôi thực hiện cái việc giới thiệu khoảng 700 đoàn viên ưu tú cho đảng, phấn đấu thành lập 80% ban nữ công đoàn cơ sở, hơn 60% thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở. Phải làm sao đảm bảo được các kinh nghiệm thực hiện tốt vấn đề đối thoại và hội nghị người lao động để đem lại cái sự ổn định về mặt quan hệ lao động giữa chủ doanh nghiệp và người lao động. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ thi đua cho 1 tập thể và bằng khen cho 5 tập thể. Liên đoàn Lao động thành phố tặng cờ thi đua cho 12 tập thể và bằng khen cho 67 tập thể và 30 cá nhân. Công đoàn các khu chế xuất công nghiệp thành phố tặng giấy khen cho 248 tập thể và 293 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ trong phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn năm 2022. Tặng giấy khen cho 160 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Thưa quý vị, trong tuần qua, nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Công đoàn viên chức thành phố, Liên đoàn Lao động quận 3 và Công đoàn Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Sawako đã tổ chức họp mặt, ôn truyền thống và khen thưởng phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà trong nữ công nhân viên chức lao động được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động năm 1989. Đây là phong trào mang tính đặc thù về giới nhằm phát huy vai trò tiềm năng to lớn của nữ công nhân viên chức lao động trong công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, góp phần phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu bình đẳng giới. Sáng ngày 7 tháng 3, Công đoàn viên chức thành phố tổ chức lễ dân hoa tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên dương nữ công chức viên chức lao động thuộc khối dân chính đảng, thành phố đạt danh hiệu giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Tôi cũng rất là vinh dự là người đại diện 700 cán bộ công chức kho bạc nhà nước thành phố được vinh dự tuyên dương phụ nữ hay giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Ngoài công việc gia đình thì mình cũng nghĩ rằng là mình phải cố gắng hơn trong nhiệm vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà được đơn vị giao phó, cũng như là một người công dân của thành phố năng động, sáng tạo, nhân hậu, nghĩa tình. Tôi cũng xin cố gắng hoàn thành cái công việc mà xã hội nhà nước đã giao cho tôi. Mình phải có một cái tâm huyết, một cái nhiệt huyết về cái công việc mà mình đã đảm nhận, đã được nhà nước giao phó. Mình sẽ dành chút thời gian cá nhân nhỏ của mình sắp xếp trang hòa được cái công việc của xã hội và của gia đình. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen tuyên dương 11 cá nhân tiêu biểu phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Công đoàn viên chức thành phố tuyên dương 195 gương tiêu biểu hai giỏi cấp khối. Cũng trong sáng 7 tháng 3, Liên đoàn Lao động quận 3 tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
sơ kết phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Tại hội nghị, đồng chí Huỳnh Thế Tân, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận 3, phát động chương trình hoạt động Tháng 3 yêu thương với những hoạt động chủ yếu như hưởng ứng mặc áo dài tháng 3, ủng hộ 300 bộ vải áo dài tặng nữ công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đóng góp ủng hộ chương trình bếp ấm công đoàn và quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, tổ chức các hoạt động tôn vinh, chăm lo cho nữ công nhân viên chức lao động tại cơ sở. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 3 tuyên dương 7 tập thể và 84 cá nhân nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu, thực hiện tốt phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Rất là vui và cảm thấy là vinh dự khi mà được đến đây để nhận cái lễ tuyên dương phụ nữ hai giỏi năm 2022. Bên chị ít người, nhiều việc mà làm không có tính giờ, xong việc mới bước ra khỏi cơ quan chứ không phải là hết giờ là về. Được làm tốt như vậy thì mình phải xem công ty nó như là cái ngôi nhà thứ hai của mình. Sáng ngày 8 tháng 3, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cũng tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023. Nhân cái dịp kỷ niệm ngày 8 tháng 3, thì Công đoàn Tổng Công ty chúng tôi cũng muốn tiếp tục phát động cái phong trào thi đua để ghi nhận lại những cái nỗ lực của các chị qua một năm công tác trên nhiều lĩnh vực. Các chị đã nỗ lực ở trong học tập, rèn luyện cũng như là thể hiện cái nhiều cái thành tích trong quá trình sản xuất kinh doanh để đóng góp vào cái thành tích chung của đơn vị. Mong rằng qua cái buổi phát động này, các chị tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ cũng như là khả năng riêng có của người phụ nữ để đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển của đơn vị. Tại hội nghị, Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn trao tặng giấy khen cho 107 cá nhân thực hiện tốt phong trào giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2022. Thưa quý vị, sáng ngày 4 tháng 3, Liên đoàn Lao động quận Tân Bình phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ quận, Quận đoàn, Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận tổ chức hội thao nữ công nhân viên chức lao động Tân Bình khỏe đẹp năm 2023 với sự tham gia của gần 700 vận động viên đến từ hơn 80 công đoàn cơ sở, khối doanh nghiệp, trường học và khối hành chính sự nghiệp. Hội thao diễn ra sôi nổi, hào hứng với 3 môn thi: chạy tiếp sức, ghép tranh cổ động, kéo co, đẩy gậy. Hội thao nữ công nhân viên chức lao động năm 2023, đây là một cái buổi tập trung để các nữ công nhân viên chức lao động trên địa bàn quận có cơ hội hợp mặt, giao lưu cùng các đơn vị với nhau để tạo sự gắn kết trong thời gian sắp tới. Hội thao nhằm chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1983 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ 12 Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội lần thứ 13 Công đoàn Việt Nam. Ngoài ra còn tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để nữ cán bộ, đoàn viên, người lao động rèn luyện sức khỏe, hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thưa quý vị, những điểm bán hàng phúc lợi đoàn viên hay siêu thị công đoàn giúp cho công nhân mua sắm nhiều mặt hàng chất lượng, giá cả ưu đãi, phù hợp với túi tiền ngay trong khuôn viên của công ty. Đặc biệt, mô hình này còn giúp cho đoàn viên công đoàn, người lao động, nhất là lao động nữ, không mất quá nhiều thời gian cho việc đi chợ sau giờ tan ca. Trong chuyên mục Chuyện chưa kể kỳ này, xin mời quý vị cùng tham quan và mua sắm tại siêu thị công đoàn cùng với các anh chị công nhân nhé. Chuông vừa báo nghỉ giữa ca, anh Huỳnh Đăng Khoa, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Didex Việt Nam Corporation, khu công nghệ cao thành phố Thủ Đức, vội vàng đến siêu thị Metromart mua nước uống, bánh kẹo để lót dạ, chuẩn bị vào làm ca tối. Siêu thị mini này có đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết cho đời sống hàng ngày của người lao động do ban giám đốc công ty thành lập và giao cho ban chấp hành công đoàn công ty giám sát giá cả, chất lượng hàng hóa, nên còn được gọi là siêu thị công đoàn. Mục tiêu đặt ra của siêu thị là cung cấp nguồn hàng chất lượng, sạch, giá rẻ hơn thị trường cho công nhân. Từ khi siêu thị ra đời, đa số công nhân bỏ hẳn thói quen mua sắm ở các tiệm tạp hóa, chợ tự phát. Sau giờ làm mệt mỏi, mình đói bụng đó, mình xuống mình ăn uống trong mấy giờ giải lao. Giờ mình đi về á, thì mình vô đây mình mua đồ về mình nấu ăn. Hôm nay em thấy giá cả rất là hợp lý. Siêu thị công đoàn ở công ty trách nhiệm hữu hạn Didex Việt Nam Corporation được xây dựng trong khuôn viên rộng rãi, thoáng mát. Một bên là khu cà phê giải khát để phục vụ công nhân thư giãn. Mỗi ngày siêu thị mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ. Khi họ mở siêu thị
thì công ty đã hỗ trợ về mặt bằng, về điện nước, cho nên là giá rẻ hơn từ 5 đến 15% tùy mặt hàng. Thì công nhân họ rất là hay, cứ họ thấy tiện và lợi họ mới mua. Tiện là có tại chỗ, bước ra xuống cái là có, lợi là phải rẻ hơn siêu thị, chợ họ mới mua. Vẫn tiếp tục duy trì, giờ đang mở thêm một cái nhỏ kế bên là bán hàng tươi sống, rau củ quả, thịt cá rồi. Còn đây là điểm phúc lợi đoàn viên do công đoàn viên chức thành phố phối hợp với siêu thị Kodamart đặt trong khuôn viên nhà ăn của công ty trách nhiệm hữu hạn Nidex Servo Việt Nam. Siêu thị mini này bày bán rất nhiều mặt hàng, phục vụ cho khách hàng là công nhân. Nhờ giải lao, các anh chị chỉ việc chọn sản phẩm, nhân viên siêu thị sẽ đóng gói và để tên từng người. Tan ca, họ chỉ cần ghé nhận hàng. Để có được hàng hóa chất lượng tốt phục vụ cho công nhân, công đoàn đã liên kết với siêu thị Kodamart bán hàng với giá ưu đãi từ 10% đến 15%. Khi mà mình làm ở hôm nay 12 tiếng thì mình không có thời gian để đi ra ngoài mua. Thì có cái siêu thị công đoàn giờ giải lao đồ gì thì mình có thể ra đây mình mua. Nó có giúp mình rút ngắn được thời gian khi mà mình ghé siêu thị hay là ghé tiệm mua. Giá cả rẻ hơn ngoài thị trường. Phía trong Nidex của mình thì có 5 công ty lận. Thì cũng sắp tới cũng sẽ mở rộng ra những công ty Nidex bên cạnh nữa. Thấy là đơn vị này gắn kết với người lao động. Mình mua hàng trực tiếp online chẳng hạn. Người lao động sau khi lãnh lương ngày 25 hàng tháng thì có thể liên kết với siêu thị công đoàn này để có thể mua những vật dụng, vật phẩm giá tốt hơn ở các cửa hàng hay siêu thị. Có mặt tại siêu thị công đoàn của công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản Vissan tại số 420 Nơ Trang Long, phường 13, quận Bình Thạnh, được thành lập vào năm 2019 vào một buổi chiều tan ca. Các anh chị đoàn viên công đoàn, người lao động xếp hàng vào siêu thị nhỏ này để mua sắm. Siêu thị công đoàn Vissan là cửa hàng thực phẩm tiện lợi, hoạt động theo mô hình phong cách phục vụ hiện đại, phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay của xã hội, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của hơn 4.000 cán bộ công nhân viên công ty Vissan và người dân địa phương với những sản phẩm hàng hóa thiết yếu, tươi ngon, an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng trăm món hàng được dán mã số, mã vạch hẳn hoi và trưng bày khá chuyên nghiệp bắt mắt trên những giá kệ được thiết kế rất đẹp. Tôi cùng với ban chấp hành đề xuất là thành lập cái cửa hàng công đoàn để cho các bộ công nhân viên sau khi mà giờ làm thì có thể là mua sắm những sản phẩm của công ty cũng như các mặt hàng khác về chất lượng và giá cả phải chăng. Chúng tôi sẽ tiếp tục duy trì hệ thống cửa hàng công đoàn này tại vì chúng tôi thấy cái mô hình này rất là hay. Chúng tôi cần nhân rộng không chỉ riêng đối với cán bộ công nhân viên của công ty Vissan. Chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ mở thêm nhiều cửa hàng công đoàn ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực mà có công nhân lao động, đặc biệt là người công nhân có thu nhập thấp. Vissan là đơn vị tiên phong mở siêu thị mini công đoàn nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm của người lao động tại doanh nghiệp. Nhân viên bán hàng là các cán bộ công đoàn cơ sở được công ty trả lương. Siêu thị được bố trí ngay cổng ra vào nên rất thuận tiện cho công nhân khi mua sắm. Đặc biệt, các sản phẩm bày bán là sản phẩm do công ty sản xuất, thịt, giò lụa, xúc xích, lạp xưởng, hạt nêm, chả giò nên bảo đảm chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Giá giảm từ 15% đến 30%. Khi đến siêu thị mini mua sắm với hóa đơn trên 100.000 đồng, đoàn viên tích lũy được 1.000 đồng. Ngoài ra, phương thức thanh toán tại đây cũng đa dạng. Công nhân của mình khi mà làm việc mà không có thời gian mà để trực tiếp ra mua thì mình có thể đặt hàng online và có thể giữ cái sản phẩm đó đến là buổi chiều gì đó tan ca thì có thể là đi ngang và lấy về luôn. Có thể thanh toán trực tiếp hoặc là trực tuyến qua VNPay hoặc là ví Momo. Vừa tan ca ra thì mình tranh thủ mình ghé cửa hàng để mình mua một ít đồ đi chợ để tí nó về mình nấu cơm cho gia đình mình ăn. 2-3 ngày mình đi một lần, em thấy rất là tiện lợi cho mọi người. Tại vì suốt 8 tiếng một ngày mình làm thì mình có một số cái nhu cầu mà mình ăn uống hoặc là mua cho gia đình mà mình cần mua gần công ty. Thứ nhất là được giá cả rất là ưu đãi. Thứ hai là rất là tiện là ngay cổng, mình có thể đi bộ ra hoặc là đi về mình ghé rất là tiện. An tâm về chất lượng, giá cả hàng hóa, tiết kiệm được thời gian đi chợ là điều mà các anh chị đoàn viên công đoàn, người lao động nhận được khi mua sắm tại các siêu thị công đoàn. Có thể thấy, mô hình siêu thị công đoàn tại các doanh nghiệp mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên công đoàn, người lao động. Như quý vị vừa theo dõi, siêu thị công đoàn đã trở thành địa chỉ mua sắm tin cậy của đoàn viên công đoàn, người lao động. Mong rằng mô hình này sẽ được nhân rộng ở nhiều công ty khác để giúp cho người lao động tiết kiệm chi tiêu và cải thiện đời sống. Đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình truyền hình Công nhân Công đoàn được phát sóng vào lúc 7 giờ 40 phút thứ ba hàng tuần trên kênh HTV9.